Ok. Chào bạn nhé. Các bạn đang xem trên màn hình. Đây là các cái loại đầu cốt 6.3. Có dây sẵn nó dài khoảng 12 cm. Cái này thì chủ yếu là các bạn dùng kết nối phải chân công tắc hoặc các cái chân mà nó có cái dạng mà nó xẹt như này này. Đây công tác thì các bạn thấy các cái loại KCD3 hoặc KCD4 tức là các cái công tác hình chữ nhật hoặc là hình vuông. Thì người ta hay có các cái chân như này. Đấy đầu cốt thì nó sẽ sỏ vào các cái chân này thì rất là phù hợp các bạn nhé. Đặc điểm của cái loại cốt này là đằng sau nó không có ngạnh. Các bạn thấy là nó phẳng. Và ở trong một cái đầu cốt nó có một cái chấm. Đấy, cái chấm này để khi các bạn nắp vào chân công tắc này này Nó sẽ luồn vào trong cái lỗ này luôn luôn này Và nó giữ rất là chắc Đấy bạn nào mà dùng trên các cái thiết bị hoặc máy Đi mà nó bị rung ấy Rung nắc thì các bạn dùng đúng cái loại cốt này Còn cái loại cốt 6.3 nó có nhiều loại lắm Có những loại có ngạnh các bạn nắp vào đây cũng được Không sao Nó lại nhẹ nhàng rút ra rút vào nó dễ Nhưng mà cái đấy là dùng trong trường hợp Các bạn nắp ở trên cái thiết bị mà các bạn để trong gia đình nó không phải di chuyển nó tĩnh thì các bạn dùng cái loại kia thì tháo ra tháo vào nó dễ hơn đấy thì các cái loại cốt này nhà mình hiện tại đang có các cái loại 12 cm như này các cái loại này thì người ta cũng tính toán cho các bạn đã dùng nó phù hợp bình thường các bạn dùng ở trong các cái tủ điện hoặc các cái bảng điện thì khoảng cách nó rất là gần nhau nên kết nối cái này nó tiện đấy Chứ bình thường ở nhà các bạn thì các bạn sẽ quấn cái dây điện vào trong này Quấn vào các cái lỗ này này Đấy <laughs> Tuy nhiên là hai cái chân ở giữa đây này, này Khi bạn quấn nhiều quá mà quấn không khéo Thì những cái ngày lồm ẩm ở như ngoài thời tiết ngoài Bắc Nó có thể là gây chập cháy Nó phóng điện đấy Giữa hai cái chân này này nếu mà dây điện được bạn quấn nó nhiều vòng quá thì nó bị phóng Đấy là một phần nguyên nhân của cháy cái tiếp theo nữa là các bạn làm như thế thì quấn vào sáu cái chân này nó lâu tất nhiên nó sẽ không bị mất thêm tiền của các cái đầu cốt này nhưng mà nó sẽ lâu thì đây là mình quay video để bạn nào thấy phù hợp thì bạn có thể là mua về bạn lắp gia đình hoặc là nhất là bạn nào chế các cái bộ đổi nguồn hoặc các cái bộ mà các bạn thiết kế riêng ấy trong cái hộp nó nhỏ thì các bạn phải dùng cái đầu cốt này thì nó mới tiện tháo ra tháo vào rút ra rút xuống được nó gọn đấy còn về cái cách nắp thì nó rất là dễ, sửa chữa hay tháo lắp cái này dễ. Và đây có nhiều dây điện này, nhiều màu. Chẳng hạn dây màu vàng này mình nối vào một cái dây màu xanh đi. Các bạn chỉ cần cắm vào như này thôi, và tự giữ nhé. Đây này, trong này nó có một cái lỗ tròn này nó giữ luôn này. Đấy, tí nữa mình sẽ chỉ cách tháo ra luôn. Còn hai chân trắng này mình nối cái dây màu trắng nhé. ví dụ như thế, cứ cắm vào là được chẳng hạn sau này công tắc các bạn muốn thay cái loại khác hay màu khác hay mục đích khác thì các bạn có thể là tháo cái chân cốt này ra thôi nó vẫn đảm bảo đấy đây bên kia tương tự nhé đây công tắc uh, hai cái kcd 3 nên là nó là điều khiển được hai cái đèn hai cái quạt riêng biệt đó còn về tháo dễ này các bạn đây trong này nó có cái xu bọc mục đích của cái xu này bọc cách điện các bạn chỉ cần rút cái xu này ra này Đấy, các bạn một cái tay giữ vào chân công tắc nha các bạn dùng một cái vật nó đầu nó nhỏ nhỏ thôi các bạn ấn vào đúng cái lỗ ấn đúng cái lỗ nó có một cái cái điểm lồi ở cái chân cốt ấy các bạn ấn nhẹ nó xuống sau đó là các bạn dùng cái tay kéo ra đấy, tay trái mình đang kéo đấy vừa kéo vừa ấn thì nó sẽ rút ra được mục đích là các bạn ấn vào cái điểm lồi này này ấn nó xuống thì nó hơi bị cái chân này này nó hơi bị trúc xuống một tí thì nó sẽ rút ra được đấy nhớ kết hợp là một tay ấn và một tay kéo nhé thì các bạn sẽ làm ra được đây này cái ở giữa này cũng thế này nó hơi vướng một tí thôi đấy các bạn cũng vừa ấn vừa kéo mình đang quay nên là cái tư thế nó sẽ không được tiện các bạn nhé tại vì mình mà động một cái là nó bị bật cái máy quay chứ còn ở ngoài các bạn làm nó sẽ tiện hơn nhiều vừa ấn vừa kéo nhé như cái đầu tiên mình làm ấy Còn nếu mà các bạn mà chưa ấn được cái kéo kéo dùng sức nó cũng không ra được. Thế này. Cái này thì các bạn dùng một thời gian sẽ quen còn mình đang quay video và lâu rồi mới kéo đấy. nó đập luôn vào cái phần đang ghi âm đấy. Cho nên cái này kéo nó kéo mẹo các bạn nhé chứ không không dùng sức được. Dưới này cũng thế này. Nếu mà thông thường các cái phần bên ngoài thì các bạn nên ngửa ngửa cái mặt này ra ngoài. Chân này các bạn ngửa nó ra. Chân bên này các bạn cũng ngửa nó ra thì mở nó dễ. Còn cái ở giữa này thì bên nào cũng như nhau. Đấy, những cái phần này cũng vậy này. Đấy, các bạn ấn đúng vào xong kéo nó ra. Hóa ra cái này nó bị tuột các bạn ạ. Đấy thì là một cái tác dụng của cái đầu cốt này các bạn có thể là lựa chọn nhà mình có các cái đầu cốt khác để dùng cho các loại rắc dây điện xe máy tuy nhiên là khi các bạn dùng các loại đầu cốt nó đã bấm dây như này này nó dính ở đầu dây điện các thứ nó sẽ đắt tiền hơn rất nhiều còn bạn có thể là mua cái đầu cốt và cái vỏ này riêng nhà mình có bán để về các bạn tự bấm thì chiều dài chủ động ví dụ bạn bấm cho các cái dây nguồn dây riết các thứ các bạn không muốn nối các bạn bấm dài cả 1 m 2 m luôn thì các bạn có thể mua đầu cốt rời về các bạn tự bấm nó tùy nhu cầu nhé và cái dây này nó đang là dây lõi 0.85. 0.85 thì các bạn kết nối bình thường rồi, ở nhà bật mấy cái quạt mấy cái đèn thì không ăn thua. Đấy còn nếu mà dùng cho bơm nước, bơm nước dây 0.85 này bơm 750W thì vẫn bình thường, không sao cả. Còn dùng cho các thiết bị ví dụ như ấm siêu tốc hoặc là bình nước nóng thì các bạn phải có cái cốt rời các bạn bấm trực tiếp vào cái dây của của người ta, của hãng người ta sản xuất nha Ở nhất là cái vị trí mà nó tiếp xúc với cả cái thanh gia nhiệt ấy còn đâu mấy cái đèn báo hay gì thì cái đấy cái công suất nó nhỏ không sao rồi ok các bạn nha